đứng xe lên cứ lựa thích, đứng lựa thích anh này đó, đó luôn. Đúng rồi, ngồi xuống. Xuống. Ngồi sàn qua luôn. Không, khoan khoan. Khoan ngồi xuống. Đó. Anh nói gì kỳ vậy? Đó. Tự đi một mình hả? Tự đi một mình em là vợ của anh mà. Thì tôi cũng tưởng vậy. Nhưng quá ra là không phải vậy. Anh nói như vậy là có ý gì? Ý gì em thì tự hiểu đi. Mấy năm nay anh thấy anh thay đổi nhiều lắm. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?